Quý vị đang theo dõi chương trình thời sự của Truyền hình Nhân dân. Bây giờ là phần tin trong nước với những nội dung đáng chú ý sau đây. Chủ tịch nước gặp mặt đoàn đại biểu quân chủng Hải quân nhân kỷ niệm 60 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển. Thủ tướng Chính phủ đã có buổi gặp mặt phụ nữ nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10. Chủ tịch Quốc hội chủ trì phiên họp thứ hai của Ban chỉ đạo xây dựng các chuyên đề được phân công thuộc đề án chiến lược xây dựng hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa đến năm 2030, định hướng đến năm 2045. Kính thưa quý vị, nhân kỷ niệm 60 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển, ngày 23 tháng 10 năm 1961, 23 tháng 10 năm 2021, chiều nay Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gặp mặt đoàn đại biểu cựu chiến binh đường Hồ Chí Minh trên biển và đại diện lãnh đạo chỉ huy các đơn vị trong quân chủng, nghe báo công về những thành tích chiến công xuất sắc, đặc biệt xuất sắc của cán bộ chiến sĩ Hải quân, nhân dân Việt Nam và quân dân ở bến đầu cầu trên con đường biển huyền thoại mang tên Bác Hồ kính yêu. Phát huy truyền thống đường Hồ Chí Minh trên biển, trong những năm qua, mặc dù phải đối mặt với thử thách khắc nghiệt, nhất là trước những diễn biến hết sức phức tạp trên biển, nhưng cán bộ chiến sĩ Hải quân vẫn vững vàng nơi đầu sóng ngọn gió, đấu tranh bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán quốc gia trên biển, xử lý chính xác, kịp thời, có hiệu quả các tình huống, góp phần giữ vững môi trường hòa bình và ổn định trên biển. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhiệt liệt biểu dương thành tích, chiến công, đóng góp và bước trưởng thành của lực lượng Hải quân và Quân đội Nhân dân Việt Nam nói chung trong các cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chủ tịch nước nhấn mạnh truyền thống đấu tranh anh dũng của các thế hệ cha anh, tưởng nhớ đến các đồng bào chiến sĩ đã chiến đấu hy sinh trên con đường huyền thoại. Hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển đã được triển khai đồng bộ, sâu rộng, kết hợp chặt chẽ với hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và quân đội trong năm 2021, gắn với quán triệt và triển khai có chất lượng nghị quyết đại hội đảng các cấp và nghị quyết đại hội đảng toàn quốc lần thứ 13, củng cố tăng cường mối quan hệ quân dân. Thưa quý vị, chiều nay Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có buổi gặp mặt đại diện phụ nữ nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10. 50 phụ nữ là các bà mẹ Việt Nam anh hùng, các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các nữ đại biểu đại diện cho hàng triệu phụ nữ cả nước tham gia buổi gặp mặt. Thời gian qua, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm chính sách bình đẳng giới, chăm sóc sức khỏe, tạo cơ hội việc làm. Từ những chính sách đó, Việt Nam đã tạo được môi trường để phụ nữ ngày càng khẳng định vị thế và có nhiều cơ hội đóng góp cho xã hội. Hiện nay, tỷ lệ đại diện phụ nữ trong các cơ quan dân cử đều ở mức cao. Chỉ số phát triển giới của Việt Nam xếp thứ 65 trong số 162 quốc gia và vùng lãnh thổ, xếp 87 trên 153 về chỉ số thu hẹp khoảng cách giới. Liên Hợp Quốc và cộng đồng quốc tế ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực thực hiện bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ. 20 tập thể và 49 nhà khoa học nữ xuất sắc trên các lĩnh vực đã được trao tặng giải thưởng Kovalevskaya trong 35 năm qua. Hơn 26% doanh nghiệp ở Việt Nam do phụ nữ làm chủ. Hàng triệu phụ nữ đã vươn lên thoát nghèo từ vốn vay dành cho phụ nữ từ các chương trình chính sách và ngân hàng chính sách xã hội. Hàng triệu nông dân xuất sắc trong hoạt động sản xuất. Tại buổi gặp mặt, đại diện một số phụ nữ đã nêu những tâm tư, nguyện vọng, những khó khăn trong cuộc sống đối với phụ nữ. Theo đó, nhiều chị em làm việc trong các khu công nghiệp đời sống còn nhiều khó khăn, nhất là về vấn đề nhà ở khi phải đối mặt với dịch COVID-19. Nhiều trẻ em thiếu cơ sở trường học, nhà trẻ, vấn đề bé gái bị xâm hại, hạn chế trong việc chăm sóc sức khỏe phụ nữ, nhất là ở nông thôn, vùng sâu, vùng xa, hoặc nhiều phụ nữ đang phải đối mặt với tình trạng bạo lực gia đình. Phụ nữ nghèo gặp khó khăn trong tiếp cận kiến thức mới, đào tạo nghề, thiếu vốn sản xuất. Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Bộ Lao động Thương binh Xã hội, Ủy ban Quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam trong thực hiện bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ và triển khai các chính sách đối với phụ nữ. Thủ tướng cho biết, ngay sau cuộc gặp mặt này, Bộ Lao động Thương binh Xã hội chủ trì phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và các cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thiện dự thảo nghị quyết về một số chính sách hỗ trợ phụ nữ và trẻ em gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.
Chính phủ sẽ nghiên cứu, đề xuất xây dựng chính sách để bảo đảm cuộc sống của nữ công nhân trong các khu công nghiệp, nhất là chính sách về nhà ở, nhà trẻ, trường học, để chị em phụ nữ yên tâm lao động sản xuất. Cùng với đó, người đứng đầu chính phủ cũng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương nghiên cứu, đề xuất các giải pháp, quan tâm hơn nữa về chế độ, chính sách đối với nữ giáo viên, nhất là giáo viên mầm non, vùng sâu, vùng xa, chính sách đối với vận động viên nữ, đặc biệt là vận động viên khuyết tật sau khi giải nghệ. Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tiếp tục xây dựng, thực hiện kế hoạch triển khai thiết thực, có hiệu quả nghị quyết Đại hội 13 của Đảng và các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, trong đó có chỉ thị số 05-06 của Ban Bí thư về công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới và công tác giảm nghèo bền vững. Sáng nay tại nhà Quốc hội đã diễn ra phiên họp thứ hai của Ban chỉ đạo xây dựng các chuyên đề được phân công thuộc đề án chiến lược xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, trưởng Ban chỉ đạo, chủ trì phiên họp. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao sự chuẩn bị công phu, nghiêm túc của các tiểu ban, cơ bản bám sát kế hoạch, tiến độ của Ban chỉ đạo Trung ương và của Đảng đoàn Quốc hội. Kết quả các chuyên đề đáp ứng được yêu cầu của Ban chỉ đạo của Đảng đoàn Quốc hội cũng như Ban chỉ đạo Trung ương. Chủ tịch Quốc hội chỉ rõ một số nguyên tắc chung mà các chuyên đề cần tiếp tục rà soát, quán triệt là nắm rõ đặc thù của nguyên tắc tập trung dân chủ, nguyên tắc quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công, phối hợp và kiểm soát giữa các cơ quan thực hiện quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp. Để thể hiện rõ nguyên tắc này cần bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo, các quan điểm, chủ trương lớn của Đảng. Việc hoàn thiện hệ thống pháp luật cần phân định danh mạch chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan và chú trọng tăng cường cơ chế kiểm soát nội bộ, cơ chế phân công, phối hợp cũng phải có quy định pháp luật rõ ràng, nếu vi phạm thì có chế tài cụ thể, bảo đảm công khai, minh bạch trong quá trình thực hiện. Cùng với các cơ chế kiểm soát nội bộ, kiểm soát việc thực hiện quyền lực của các cơ quan nhà nước, Chủ tịch Quốc hội đề nghị tiếp tục rà soát, nghiên cứu cơ chế kiểm soát quyền lực của các thiết chế khác trong hệ thống chính trị như kiểm tra, giám sát của Đảng, các tổ chức chính trị xã hội, giám sát phản biện của nhân dân. Thưa quý vị, ngày mai 20 tháng 10, kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 15 sẽ chính thức khai mạc. Như lời Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã nhấn mạnh, đây là kỳ họp hết sức quan trọng vì bước vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của nhiệm kỳ 5 năm và quyết định khung khổ kế hoạch năm 2022. Do dịch bệnh COVID-19 vẫn đang có nhiều diễn biến phức tạp tại nhiều tỉnh, thành phố, nên kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 15 sẽ được tổ chức ngắn gọn nhưng phải bảo đảm chất lượng, đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch. Để chuẩn bị chu đáo cho kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 15, ngay sau khi bế mạc phiên họp thứ tư của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Bí thư Đảng đoàn Quốc hội và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Bí thư Ban Cán sự Đảng Chính phủ đã chủ trì hội nghị giữa Đảng đoàn Quốc hội và Ban Cán sự Đảng Chính phủ để xem xét, rà soát thêm một bước nội dung trình kỳ họp. Tại kỳ họp thứ hai, Quốc hội làm việc trong 17 ngày, chia thành hai đợt. Đợt 1 họp trực tuyến từ ngày 20 tháng 10 đến ngày 30 tháng 10. Đợt 2 họp tập trung từ ngày 8 tháng 11 đến ngày 13 tháng 11 và có dự phòng phương án họp trực tuyến cả kỳ nếu dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ lưu ý, tinh thần là tiếp tục đổi mới, rút ngắn tối đa thời gian kỳ họp, nhưng phải bảo đảm chất lượng cao nhất để sản phẩm cuối cùng là các dự án luật, các dự thảo nghị quyết, các quyết sách đúng đắn nhất. Trước khi thường vụ trình với Quốc hội thì có các hội chuyên đề nữa, trao đi đổi lại, lật lên lật xuống các vấn đề, xem xét từ các cái góc độ khác nhau để làm cho cái chính sách mà mình sắp sửa xem xét thông qua ban hành đã được xem xét kỹ lưỡng, và cái gì đã chín đủ rõ thì trình, cái gì chưa chín chưa đủ rõ và còn nhiều ý kiến khác nhau thì tiếp tục xem xét nghiên cứu, và khi có cái sự đồng thuận cao thì mới trình. Thì như vậy là chúng ta sẽ thấy là chất lượng được nâng lên nhưng mà thời gian chúng ta có thể giảm xuống được. Thực hiện tinh thần chủ động, chuẩn bị từ sớm, từ xa nhằm nâng cao chất lượng kỳ họp Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội đã chủ trì nhiều cuộc họp với các cơ quan nhằm chuẩn bị kỹ lưỡng nội dung, bảo đảm thông tin tuyên truyền, cơ sở vật chất, kỹ thuật, an ninh, an toàn, lễ tân, hậu cần, phòng chống dịch bệnh tốt nhất.
sẵn sàng mức cao nhất phục vụ kỳ họp. Bên cạnh việc xem xét đánh giá các vấn đề kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác, trong công tác lập pháp kỳ này, Quốc hội sẽ xem xét thông qua 2 dự án luật, cho ý kiến 5 dự án luật, xem xét thông qua 5 dự thảo nghị quyết, trong đó có nghị quyết về định hướng công tác lập pháp của nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15. Với cơ chế tăng cường hơn nữa, tham góp đa dạng, toàn diện ý kiến chuyên gia vào các nội dung lập pháp, quyết nghị chính sách sẽ càng củng cố thêm chất lượng hoạt động của Quốc hội. Đây cũng chính là một trong những điểm mới của Quốc hội khóa 15. Bên cạnh việc thẩm tra của Hội đồng Dân tộc các ủy ban thì rất tăng cường tổ chức các hội nghị lấy ý kiến chuyên gia về các lĩnh vực, cung cấp thông tin một cách phong phú để làm cho đại biểu Quốc hội có nhiều nguồn tư liệu một cách xác đáng hơn, thực chất hơn và có tính bằng chứng hơn cho cái việc tham gia ý kiến của mình để quyết định những vấn đề liên quan đến các dự thảo luật cũng như là công tác giám sát và các cái quyết định tối cao cũng như các cái quyết định quan trọng tại kỳ họp Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, kỳ họp thứ 2 khóa 15 sẽ tận dụng tối đa thời gian thảo luận tại tổ và tại hội trường, tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác thư ký, tổng hợp ý kiến thảo luận và giải trình các vấn đề đặt ra qua thảo luận, tăng cường hơn nữa trách nhiệm của các đại biểu Quốc hội, khen chê, đúng trúng, thảo luận kỹ lưỡng, quyết đáp chính sách vì ý chí, nguyện vọng của nhân dân, vì lợi ích chung của đất nước. Chiều nay tại nhà Quốc hội, Văn phòng Quốc hội đã tổ chức họp báo thông tin về dự kiến chương trình kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 15, cũng như nhiều nội dung được dư luận quan tâm. Trả lời báo chí về nội dung chất vấn và các vị trưởng ngành đăng đàn trả lời tại Quốc hội, Tổng thư ký chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, hiện Văn phòng Quốc hội đã nhận được 59 nhóm nội dung chất vấn. Các nội dung này sẽ được lấy ý kiến của đại biểu Quốc hội trước khi kết thúc đợt họp trực tuyến theo quy định của pháp luật. Về việc thực hiện nghị quyết 30 mà Quốc hội đã trao quyền cho Chính phủ, đại diện Ủy ban xã hội Quốc hội cho biết, Chính phủ đã có báo cáo gửi Quốc hội và Ủy ban xã hội đã tiến hành thẩm tra vào sáng nay. Tới đây, Ủy ban pháp luật có thể sẽ tiến hành rà soát tổng thể các quy định pháp luật liên quan đến phòng chống COVID. Vì hiện vẫn còn một số tồn tại như hướng dẫn văn bản chậm chưa thống nhất, gây nên việc hiểu khác nhau ở các địa phương. Bên cạnh đó, nhiều luật liên quan phòng chống COVID còn chưa sửa đổi, bổ sung kịp thời. Đại diện Ủy ban xã hội cũng cho biết, lùi thời điểm cải cách tiền lương vì chúng ta hiện vẫn còn nhiều khoản chi như phòng chống COVID, chi cho đầu tư phát triển kinh tế an sinh xã hội. Quốc hội tin tưởng cán bộ công chức cả nước sẽ đồng thuận với quyết định này của Đảng, Chính phủ. Thưa quý vị, sáng nay Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã tổ chức hội nghị đối thoại tháo gỡ khó khăn đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn thành phố trong bối cảnh dịch COVID-19. Đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội dự hội nghị. 35 ý kiến liên quan đến điều chỉnh quy hoạch, giải phóng mặt bằng, nới lỏng tần suất xét nghiệm COVID-19 cho lái xe chở hàng, rút ngắn thời gian cấp phép cho chuyên gia nước ngoài vào làm việc, có chính sách gia hạn thuế để doanh nghiệp phục hồi sản xuất là những kiến nghị của các doanh nghiệp FDI được đưa ra tại hội nghị đối thoại tháo gỡ khó khăn đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn thành phố trong bối cảnh dịch COVID-19. Khẳng định thành phố Hà Nội cam kết tháo gỡ, hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn, lãnh đạo thành phố Hà Nội cho biết, với phương châm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả, thành phố sẽ ban hành và triển khai thực hiện kế hoạch phục hồi, phát triển kinh tế gắn với phòng chống và kiểm soát dịch COVID-19 của thành phố, kế hoạch phục hồi sản xuất kinh doanh của các ngành lĩnh vực trong các khu cụm công nghiệp và các địa phương. Hà Nội đứng thứ 3 trên cả nước về tổng vốn đầu tư nước ngoài. Tính đến thời điểm hiện tại, địa phương này thu hút được hơn 6.600 dự án đầu tư nước ngoài đang còn hiệu lực. Nhân kỷ niệm 60 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển, sáng nay tại thành phố Hải Phòng, Bộ Quốc phòng phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Thành ủy Hải Phòng tổ chức hội thảo khoa học Đường Hồ Chí Minh trên biển, kỳ tích lịch sử và bài học đối với sự nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc trực tuyến tại 26 điểm cầu trên cả nước. Tham dự có đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương. Đường Hồ Chí Minh trên biển là một trong những chiến công hiển hách của quân và dân ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, đồng thời thể hiện nét độc đáo, đặc sắc của nghệ thuật quân sự Việt Nam. Với việc tổ chức thành công Đường Hồ Chí Minh trên biển, quân và dân ta đã viết nên bản hùng ca về ý chí, sức sáng tạo của con người Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh,
góp phần quan trọng vào thắng lợi vĩ đại của dân tộc trong cuộc chiến đấu lịch sử chống lại đế quốc Mỹ. Hội thảo cũng đã góp phần hun đúc tinh thần yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, ý chí độc lập, tự chủ và khát vọng hòa bình, quyết tâm đoàn kết một lòng vượt qua mọi gian lao, thử thách, đặc biệt là trước đại dịch COVID-19, giúp chúng ta nhận thức sâu sắc, đầy đủ hơn tầm vóc, ý nghĩa lịch sử cũng như những bài học kinh nghiệm có giá trị thực tiễn đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, nhất là trong công cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc và trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trên biển, đảo hiện nay. Phiên bế mạc kỳ họp thứ 3 Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa 10 diễn ra vào sáng ngày 18 tháng 10, tiếp tục ghi nhận ý kiến thảo luận của các đại biểu, đại diện các sở ban ngành liên quan đến triển khai nhiệm vụ kinh tế xã hội, nhất là công tác phòng chống dịch trong thời gian tới. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố cho biết, trong thời gian tới sẽ hoàn thiện phương án chống dịch tổng thể, xây dựng cơ chế giám sát và cảnh báo dịch COVID-19. Ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thành phố đang khẩn trương tổng kết công tác phòng chống dịch và hoàn thiện phương án phòng chống dịch tổng thể, dự kiến ban đầu trong tháng 10 này. Để đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch và phục hồi phát triển kinh tế, Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu củng cố ban chỉ đạo phòng chống dịch thành phố theo hướng ban chỉ đạo phòng chống dịch và phục hồi kinh tế. Về khôi phục kinh tế, thành phố sẽ tập trung cải cách hành chính, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp và người dân để giải phóng năng lượng trong dân, trong doanh nghiệp. Ngoài ra, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tập trung hỗ trợ doanh nghiệp về vốn, lao động và những vướng mắc cụ thể. Trong hỗ trợ doanh nghiệp, thành phố vừa tập trung hỗ trợ lĩnh vực sản xuất, dịch vụ có giá trị xuất khẩu lớn, đóng góp lớn cho ngân sách, song song với hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ chịu nhiều tổn thương trong đợt giãn cách vừa qua. Thành phố sẽ có kế hoạch cân đối thu chi ngân sách, hoàn thiện kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025 để huy động tối đa nguồn vốn, bố trí vốn vào các công trình trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên các công trình có tác động lan tỏa và các công trình mà nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 11 đã đề ra. Về trụ cột văn hóa xã hội, thành phố sẽ tập trung triển khai bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo người già neo đơn, trẻ mồ côi, đồng thời tri ân các lực lượng phòng chống dịch và ghi nhận những mất mát, hy sinh trong đại dịch COVID-19, triển khai kế hoạch phát triển nhà ở cho người lao động, chăm lo Tết cho bà con. Rạng sáng nay tại huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa đã xảy ra tình trạng sạt lở ta luy dương trên tuyến quốc lộ 15C, đoạn qua bản Kéo Té, xã Nhi Sơn, sau khi bão số 8 gây mưa kéo dài trên địa bàn huyện. Khối lượng đất đá bị sạt khoảng 25.000 mét khối. Lực lượng chức năng huyện Mường Lát và ngành giao thông vận tải tỉnh Thanh Hóa đã bố trí người, phương tiện để thông tuyến trong thời gian sớm nhất. Hiện tại các xe vẫn có thể tiếp cận huyện Mường Lát qua lối cầu Triềng Nưa hướng đi về phía xã Tam Trung. Vài năm nay, bờ kè khu du lịch Thịnh Long tại thị trấn Thịnh Long, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định bị sập vỡ nghiêm trọng vì kè xây lâu đã xuống cấp, không thể chống chịu với chiều cường. Do hoàn lưu bão số 8, nơi này đã càng thêm phải tan hoang, khiến cho người dân sống trong khu vực vô cùng lo lắng. Ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 8 đã khiến cho chiều cường dâng cao, làm gần như toàn bộ mái kè, tường chắn sóng, hệ thống đường bê tông sát biển bị sóng biển đánh sập. Tuyến kè là lá chắn bảo vệ cho đê biển Thịnh Long cách đó khoảng 200m, vốn vẫn còn thấp và chưa được kiên cố hóa. Tỉnh Nam Định đã đồng ý với chủ trương khắc phục một phần sự cố sập kè ven biển Thịnh Long. Nhưng về lâu dài, người dân nơi đây vẫn trông chờ một dự án xây lại bờ kè để duy trì các loại hình dịch vụ của khu du lịch. Tiếp theo chương trình, Hà Nội công bố cấp độ dịch COVID-19 theo vùng. Kịch bản nào cho phục hồi kinh tế 3 tháng cuối năm? Thưa quý vị, theo Sở Y tế Hà Nội, tính đến 18 giờ ngày hôm nay, thành phố Hà Nội ghi nhận thêm một số trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2, trong đó có ca mắc liên quan đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Thông tin chi tiết hơn sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị ngay sau đây.
thành phố Hà Nội ghi nhận thêm 5 ca dương tính mới đều đã được cách ly. Cụ thể, có 4 ca thuộc chùm về từ các vùng có dịch và 1 ca liên quan đến chùm Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Như vậy, tính từ ngày 27 tháng 4 đến nay, thành phố Hà Nội đã có 4.116 trường hợp dương tính. Thưa quý vị, sáng nay 19 tháng 10, ngành y tế Hà Nội đã có thông báo chính thức về việc phân vùng nguy cơ dịch COVID-19, vùng màu xanh cấp độ 1 và vùng màu vàng cấp độ 2. Bảng phân vùng này được tính theo phân bố ca bệnh tại cộng đồng từ ngày 27 tháng 4 cho đến nay. Trong đó, tổng số xã phường vùng 1, vùng màu xanh của thành phố là 343, tổng số xã phường vùng 2, vùng màu vàng là 236, tổng số xã phường vùng 3 và 4 là 0. Các địa phương không có trong bảng trên thuộc cấp độ 1, tương ứng với màu xanh. Trước đó, CDC Hà Nội đánh giá cấp độ dịch toàn thành phố về số ca mắc ghi nhận tại cộng đồng trong 2 tuần qua là 4 ca trên tổng dân số hơn 8 triệu người thuộc cấp độ 1, tương ứng với màu xanh. Thưa quý vị, hôm nay, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Phú Thọ cho biết đã phát hiện 23 ổ dịch COVID-19 trong cộng đồng, dự kiến sẽ còn tiếp tục phát hiện nhiều ca nhiễm mới trong thời gian tới do hiện tại vẫn chưa rõ được nguồn lây. Trước tình hình trên, tỉnh Phú Thọ đã quyết định cho học sinh tất cả các cấp tạm dừng đến trường tại các địa phương có dịch để bảo đảm an toàn và khẩn trương thực hiện truy vết, khoanh vùng dập dịch, đồng thời khẩn trương tiêm vaccine bao phủ cho tất cả người dân vùng dịch. Sở Y tế Phú Thọ đánh giá mức độ nguy cơ đối với từng doanh nghiệp, vận động các doanh nghiệp phối hợp, đồng thuận tổ chức xét nghiệm sàng lọc cho toàn bộ người lao động tại các doanh nghiệp và hỗ trợ chi trả chi phí xét nghiệm. Trong 7 ngày qua, Phú Thọ đã ghi nhận 128 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng. Để kiểm soát nguy cơ dịch xâm nhập lây lan tại Ninh Bình từ các địa bàn giáp danh, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Ninh Bình đã tăng cường rà soát quản lý người về từ thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa từ ngày 1 tháng 10 và người về từ huyện Ý Yên của tỉnh Nam Định từ ngày 3 tháng 10. Người về Ninh Bình từ vùng dịch tại hai tỉnh này nếu tiêm đủ 2 liều vaccine hoặc được điều trị khỏi COVID-19 sẽ cách ly tập trung 7 ngày và 7 ngày tiếp theo tại nơi lưu trú. Người về từ các vùng không bị phong tỏa thuộc thị xã Bỉm Sơn từ ngày 14 tháng 10 và từ các xã khác thuộc huyện Ý Yên từ ngày 17 tháng 10, nếu đã tiêm đủ 2 liều vaccine phòng COVID-19 thì phải cách ly y tế tại nhà tối thiểu là 14 ngày. Các trường hợp khác sẽ cách ly tập trung tối thiểu 14 ngày. Người lao động đi lại làm việc liên tục giữa Thanh Hóa, Ninh Bình và Nam Định, Ninh Bình phải thực hiện 3 tại chỗ trong quá trình làm việc. Thưa quý vị, theo kế hoạch, việc chi trả gói hỗ trợ đợt 3 kết thúc vào ngày 15 tháng 10, nhưng do còn hơn 2,5 triệu người chưa nhận, nên thành phố Hồ Chí Minh sẽ kéo dài việc chi trả thêm 7 ngày. Theo Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh, thành phố đã chi hỗ trợ cho khoảng 5 triệu người, vẫn còn khoảng 1,5 triệu người chưa nhận được trợ cấp vì nhiều lý do. Cụ thể, một bộ phận người dân đăng ký nhưng về quê và chưa có mặt ở địa phương để nhận hỗ trợ hoặc đang điều trị tại bệnh viện, khu phong tỏa, khu cách ly. Trong quá trình chi hỗ trợ, nếu phát hiện trường hợp mới sẽ đề xuất bổ sung. Do đó, Sở Lao động Thương binh và Xã hội đã đề nghị và được Ủy ban Nhân dân thành phố chấp thuận kéo dài thời gian kết thúc hỗ trợ cho tới ngày 22 tháng 10. Tính đến thời điểm này, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã giải quyết hưởng hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp cho 1,51 triệu lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp và 0,2 triệu người đã dừng tham gia bảo hiểm thất nghiệp với tổng số tiền hỗ trợ là 4.087 tỷ đồng. Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, đến hết ngày 18 tháng 10, Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố đã giải quyết theo hướng hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp cho 1,51 triệu lao động người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp và lao động đang có quá trình bảo lưu, đóng bảo hiểm thất nghiệp và 0,2 triệu người đã dừng tham gia bảo hiểm thất nghiệp với tổng số tiền hỗ trợ là 4.087 tỷ đồng. Ngày hôm nay tại trụ sở Liên minh Giáo hội Phật giáo Lào tại thủ đô Viêng Chăn, Lào, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã hỗ trợ Liên minh Giáo hội Phật giáo Lào 5 tấn gạo và 500 thùng mì tôm trị giá 60 triệu kíp Lào nhằm hỗ trợ giúp đỡ những khó khăn do dịch COVID-19 gây ra.
Từ khi dịch COVID-19 bùng phát tại Lào đến nay, thông qua Ban Điều phối Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại Lào, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã ủng hộ khoảng 500 triệu đồng để Liên minh Giáo hội Phật giáo Lào mua lương thực thực phẩm. Trước đó, chiều ngày 18 tháng 10, tại trụ sở Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Luang Prabang, Tổng lãnh sự Việt Nam Nguyễn Đăng Hùng đã trao 5 tấn gạo và 500 thùng mì tôm trị giá 60 triệu kíp Lào là quà tặng của Giáo hội Phật giáo Việt Nam giúp đỡ các chùa tại tỉnh Luang Prabang. Chỉ số tiêu thụ toàn ngành công nghiệp tháng 9 giảm 11,2% so với cùng kỳ. Ngành vận tải kho bãi giảm 7,79%, ngành bán lẻ giảm 3,1%, ngành dịch vụ lưu trú và ăn uống giảm tới 23,18%, tăng trưởng âm trong 9 tháng năm 2021 của một số ngành công nghiệp dịch vụ chiếm tỷ trọng lớn đã làm tăng trưởng chung giảm đến 1,3%. Thưa quý vị, không phải giảm từ 1 đến 2% hay thậm chí là 3% như dự tính. GDP quý 3 năm 2021 đã giảm tới 6,17% so với cùng kỳ. Đây là mức giảm sâu nhất kể từ năm 2000 khi Việt Nam tính và công bố GDP theo quý. Phục hồi kinh tế 3 tháng cuối năm đang là bài toán nan giải. Và để hiểu rõ hơn về vấn đề này, xin mời quý vị khán giả cùng đến với phần trình bày của biên tập viên Hoàng Hà. Xin mời anh Hoàng Hà. Vâng, xin cảm ơn biên tập viên Thanh Tú và biên tập viên Thanh Hương. Thưa quý vị và các bạn, tôi là Hoàng Hà, sẽ đồng hành cùng quý vị trong Theo dòng kinh tế hôm nay. Thưa quý vị, dịch COVID-19 diễn biến phức tạp và kéo dài, đánh thẳng vào các khu công nghiệp và các đầu tàu kinh tế như thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Bình Dương, Đồng Nai, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động thương mại, dịch vụ và tăng trưởng kinh tế. Vấn đề lớn đặt ra lúc này là chương trình phục hồi kinh tế sẽ phải bắt đầu từ đâu, theo kịch bản nào và đến bao giờ kinh tế Việt Nam mới có thể khôi phục tăng trưởng về mức trước đại dịch COVID-19. Mời quý vị khán giả cùng theo dõi phóng sự dưới đây. Dây chuyền sản xuất của doanh nghiệp này hiện chỉ hoạt động 50% do nhu cầu trong nước giảm mạnh, sụt giảm doanh thu, cắt giảm một nửa nhân lực. Nếu tình hình không sớm được cải thiện, hoạt động sản xuất của doanh nghiệp sẽ phải tạm dừng. Thời gian giãn cách dài, hạn chế di chuyển giữa các vùng nên dẫn đến ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động sản xuất và kinh doanh của công ty chúng tôi. Hoạt động kinh doanh đã giảm 40% doanh thu so với cùng kỳ năm 2020. Ngoài ra, dịch Covid còn làm cho chi phí vận hành sản xuất tăng, chi phí vận chuyển tăng. Cả năm luôn không có việc làm, không có dòng khách thì ngừng trệ hết cả. Thành ra có thể nói là năm rất là khó khăn về mặt kinh doanh và cũng nghĩ rằng là nó rất là trầm trọng và để ứng xử với nó vô cùng khó khăn với các doanh nghiệp. Tại các tỉnh phía Nam chỉ có thể huy động 30 đến 50% số lao động, công suất giảm chỉ còn 40 đến 50%. Với các doanh nghiệp ngành gỗ đã có trên 50% số doanh nghiệp ngành này tại khu vực Đông Nam Bộ dừng sản xuất và đang đối diện nguy cơ phá sản. Ngành lữ hành, lưu trú và ăn uống chịu tác động vô cùng nghiêm trọng, kéo dài từ năm 2019. Công suất phòng trung bình cả nước chỉ đạt 15%, nhiều nơi dưới 10%, nhiều cơ sở phải đóng cửa. Theo các chuyên gia, khả năng khống chế dịch và tốc độ tiêm vaccine, sự bắt nhịp với đà phục hồi của thế giới, chính sách hỗ trợ của chính phủ và những nỗ lực của doanh nghiệp trong việc thích ứng với sự thay đổi của thị trường sẽ là bốn nhân tố ảnh hưởng tới quá trình phục hồi kinh tế những tháng cuối năm nay cũng như cả năm 2022. Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp đã giảm 7,4% so với cùng kỳ, trong đó mức giảm mạnh nhất thuộc về ngành chế biến, chế tạo với mức giảm 9,2%, ngành khai khoáng là 7,17%. Tại các địa phương có diễn biến dịch bệnh phức tạp như thành phố Hồ Chí Minh, chỉ số công nghiệp giảm đến 12,9%. Các gói hỗ trợ của chính phủ hiện nay của chúng ta với một số nước trong khu vực năm 2020 thì thấy như là Thái Lan là 12,4% GDP, Indonesia là 5,4% GDP, Philippines là 3,6% GDP. Thì với GDP ước tính của Việt Nam năm 20 là gần 6,3 triệu tỷ thì các gói hỗ trợ của chính phủ có thể mạnh dạn mở rộng đến 4% GDP là cái mức thấp của các nước, thì như vậy cũng tương đương là 250.000 tỷ. Hiện nay thì cũng cần phải tiếp tục dành thêm nguồn lực để bổ sung các cái biện pháp hỗ trợ mới. Chẳng hạn như là tôi nghĩ là cái thuế giá trị gia tăng cần phải mở rộng cái phạm vi áp dụng cái giảm thuế giá trị gia tăng, hay là cái biện pháp là tích hợp và cộng hưởng hơn nữa các cái giải pháp về tài khoá với ngân hàng
chính sách tiền tệ đấy để có thể mang lại tác động cộng hưởng. Thế bây giờ cứ yêu cầu là ngân hàng phải hạ lãi suất, nhưng mà ngân hàng cũng là tổ chức kinh doanh, ngân hàng cũng không thể giảm được lãi suất trong cái bối cảnh mà lãi suất huy động như hiện nay, trong bối cảnh mà cái thực trạng tài chính của các ngân hàng thực sự cũng không thật khỏe như hiện nay. Thế trong trường hợp như vậy thì chính phủ phải có thêm cái biện pháp, ví dụ như là có cái quỹ hỗ trợ bù lãi suất để giúp ngân hàng hàng lãi suất, hay là bảo lãnh tín dụng. Chỉ có cách là gỡ bỏ các cái điều kiện kinh doanh, cải thiện môi trường đầu tư thì để mà cái môi trường trong nước nó cải thiện hơn, và lúc đó khu sản xuất nó sẽ hồi phục. Thì đấy là cái, nhưng mà tất cả những cái chính sách kích thích kinh tế mình nhấn mạnh là phải ở mức độ vừa phải và đúng trọng tâm, chứ không gây lãng phí nguồn lực, gây ra những cái bong bóng bất động sản hay là sức ép lạm phát. Thưa quý vị, Chính phủ đã ban hành nghị quyết số 128 quy định tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, tháo gỡ những rào cản trong giai đoạn khôi phục sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng đang xây dựng dự thảo chương trình phục hồi và phát triển kinh tế giai đoạn 2022-2023, tiếp cận cả về phía cung, phía cầu và các khâu kết nối, bao gồm các giải pháp về y tế, kinh tế, xã hội để hỗ trợ doanh nghiệp, người dân, người lao động sớm vượt qua khó khăn và phục hồi sau đại dịch. Vâng, thưa quý vị, và phần trình bày vừa rồi của biên tập viên Hoàng Hà cũng đã khép lại chương trình thời sự 45 phút chiều nay của Truyền hình Nhân dân. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.